Hello anh em, nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái đế chuyển từ trang binh phổ thông, trang binh Makita 4cm này chuyển qua dòng cho máy của hãng Inco và Toto. Thì đế này mình đã fix lỗi với mạch rồi nên anh em có thể dùng được cho các dòng binh của Inco Toto dành cho động cơ không chỗ thang và động cơ có thang như thế này nha anh em. Thì anh em có thể dùng chung được một cái đế này. Thì ví dụ như anh em mà có pin này rồi, thường thường á anh em mà dùng máy móc nhiều á thì pin phổ thông này rất là nhiều, rất là đa dạng, mà anh em mà muốn dùng cho máy Inco Toto á thì anh em chỉ cần mua cái đế này thôi. Vì pin của Inco với Toto á thì thường giá thành của nó khá là cao nên anh em có thể mua cái đế này thôi, anh em chuyển qua anh em dùng. Thì video trước á mình có review cho anh em ba cái dòng trang pin 18 24 và 22. Thì video trước có nhiều anh em hay đặt nhầm cái đế 18 này. Vì anh em đo, anh em thường thường anh em đo cái chân binh Toto này cũng 18mm, thì anh em lại đặt cái đế 18 này. Thì đây là cái đế 18. Thì cái đế 18 này á không có dùng được cho Inco Toto nha anh em. Nên anh em muốn đặt đế dành cho Inco Toto á thì anh em đặt cái sản phẩm này đó. Vì mỗi hãng thì nó sẽ làm chân binh khác nhau. Anh em ví dụ như muốn mua dùng Inco Toto á thì anh em kích vào đường link, mình có để đường link của Super E và Lida dưới phần mô tả của video, anh em kích vào đó hoặc liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn hình này. Thì một đế này á mình đang bán với giá là 180.000, vì đây là nhựa in 3D chứ không phải nhựa đúc nha anh em. Thì độ bền và độ bền của nó thì cao hơn rất là nhiều. Thiết kế của đế á thì phía dưới này là một tiếp điểm chân Meta. Đó, anh em còn cái nút này á, khi anh em gắn vào á, anh em gắn pin vào á, nó sẽ tự động nó đẩy cái nút này lên để nó khi anh em gắn cái máy của anh em vào, cái này nó sẽ giữ lại nha anh em, để mình đó, như thế này á thì nó sẽ không bị rơi máy. Khi anh em muốn lấy ra thì anh em phải ấn nút này, anh em lấy cục pin này ra trước thì cái này cái nút này nó mới thụt xuống thì anh em mới rút máy mình ra được. Đó, rất là ok nha anh em. Màu sắc á, thì anh em muốn chọn màu sắc gì á thì anh em có thể nhắn tin cho mình để mình in theo màu sắc anh em yêu thích. Còn mình bán á, thì mình sẽ giao màu ngẫu nhiên nha anh em. Video này á thì mình chỉ giới thiệu cho anh em cái đế Makita sang Inco Toto thôi. Còn những video tiếp theo á mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái dòng hãng khác để cho nó đỡ nhầm lẫn. Ví dụ như con Makita sang Dewar này, hay là Makita sang Miwaki, Ryobi hoặc ngược lại. Thì anh em cứ cần mình chuyển từ đế nào qua đế nào á thì anh em cứ bình luận dưới phần mô tả, mình sẽ làm đế cho anh em. Anh em thấy mình chia sẻ hữu ích á thì xin hãy like video, bấm nút đăng ký, bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Anh em cần review món nào á thì cứ bình luận dưới phần mô tả, mình sẽ review cho anh em xem. Cảm ơn anh em đã xem hết video, tạm biệt anh em.